Phật dạy, này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với sắc, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy sắc. Đối với thọ tưởng hành thức, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy thọ tưởng hành thức. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với nhãn xứ, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy nhãn xứ. Đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với sắc xứ, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy sắc xứ. Đối với thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với nhãn giới, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy nhãn giới. Đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với sắc giới, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy sắc giới. Đối với thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp giới. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với nhãn thức giới, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy nhãn thức giới. Đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với nhãn xúc, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy nhãn xúc. Đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Đối với các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với địa giới, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy địa giới. Đối với thủy hỏa phong không thức giới, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy thủy hỏa phong không thức giới. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với vô minh, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy vô minh. Đối với hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với bố thí ba la mật đa, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy bố thí ba la mật đa. Đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với pháp không nội, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy pháp không nội. Đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với chân như, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy chân như. Đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế.
hư không giới, cảnh giới bất tư nghì, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với thánh đế khổ, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy thánh đế khổ. Đối với thánh đế tập diệt đạo, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy thánh đế tập diệt đạo. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với bốn tịnh lự, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy bốn tịnh lự. Đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tám giải thoát, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy tám giải thoát. Đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với bốn niệm trụ, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy bốn niệm trụ. Đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với pháp môn giải thoát không, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy pháp môn giải thoát không. Đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với năm loại mắt, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy năm loại mắt. Đối với sáu phép thần thông, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy sáu phép thần thông. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với mười lực Phật, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy mười lực Phật. Đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với pháp không quên mất, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy pháp không quên mất. Đối với tánh luôn luôn xả, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy tánh luôn luôn xả. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với trí nhất thiết, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy trí nhất thiết. Đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả pháp môn đà la ni, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy tất cả pháp môn đà la ni. Đối với tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy tất cả pháp môn tam ma địa. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với quả dự lưu, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy quả dự lưu. Đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy quả nhất lai bất hoàn a la hán. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với quả vị độc giác, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy quả vị độc giác. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả hạnh đại bồ tát, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy tất cả hạnh đại bồ tát. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu đại bồ tát chẳng tư duy sắc, cũng chẳng tư duy thọ tưởng hành thức, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí?
Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy nhãn xứ, cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy sắc xứ, cũng chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy nhãn giới, cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy sắc giới, cũng chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp giới, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy nhãn thức giới, chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy nhãn xúc, cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng tư duy các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy địa giới, chẳng tư duy thủy hỏa phong không thức giới, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy vô minh, cũng chẳng tư duy hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy bố thí ba la mật đa, cũng chẳng tư duy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy pháp không nội, cũng chẳng tư duy pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy chân như, cũng chẳng tư duy pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy thánh đế khổ, cũng chẳng tư duy thánh đế tập diệt đạo, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy bốn tịnh lự, cũng chẳng tư duy bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng?
Nếu như chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy tám giải thoát, cũng chẳng tư duy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy bốn niệm trụ, cũng chẳng tư duy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy pháp môn giải thoát không, cũng chẳng tư duy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy năm loại mắt, cũng chẳng tư duy sáu phép thần thông, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy mười lực Phật, cũng chẳng tư duy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy pháp không quên mất, cũng chẳng tư duy tánh luôn luôn xả, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy trí nhất thiết, cũng chẳng tư duy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy tất cả pháp môn Đà La Ni, cũng chẳng tư duy tất cả pháp môn Tam Ma Địa, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy quả dự lưu, cũng chẳng tư duy quả nhất lai bất hoàn a la hán, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy quả vị độc giác thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy tất cả hạnh Đại Bồ Tát thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Phật dạy, này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy sắc, cũng chẳng tư duy thọ tưởng hành thức, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy nhãn xứ, cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy sắc xứ, cũng chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng.
Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy nhãn giới, cũng chẳng tư duy nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy sắc giới, cũng chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp giới, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy nhãn thức giới, cũng chẳng tư duy nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy nhãn xúc, cũng chẳng tư duy nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng tư duy các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy địa giới, cũng chẳng tư duy thủy hỏa phong không thức giới, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy vô minh, cũng chẳng tư duy hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy bố thí ba la mật đa, cũng chẳng tư duy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy pháp không nội, cũng chẳng tư duy pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy chân như, cũng chẳng tư duy pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đủ sát, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy thánh đế khổ, cũng chẳng tư duy thánh đế tập diệt đạo, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy bốn tịnh lự, cũng chẳng tư duy bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí.
Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy tám giải thoát, cũng chẳng tư duy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy bốn niệm trụ, cũng chẳng tư duy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy pháp môn giải thoát không, cũng chẳng tư duy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy năm loại mắt, cũng chẳng tư duy sáu phép thần thông, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy 10 được Phật, cũng chẳng tư duy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy pháp không quên mất, cũng chẳng tư duy tánh luôn luôn xả, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy trí nhất thiết, cũng chẳng tư duy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy tất cả pháp môn Đà La Ni, cũng chẳng tư duy tất cả pháp môn Tam Ma Điện, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy quả dự lưu, cũng chẳng tư duy quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy quả vị độc giác, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy tất cả hạnh Đại Bồ Tát, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì sao? Này thiện hiện, vì các Đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy sắc, cũng chẳng tư duy thọ tưởng hành thức mới đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy nhãn xứ, cũng chẳng tư duy nhĩ tỷ thể thân ý xứ mới đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy sắc xứ, cũng chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ mới đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy nhãn giới, cũng chẳng tư duy nhĩ tỷ thể thân ý giới mới đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy sắc giới, cũng chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp giới, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy nhãn thức giới, cũng chẳng tư duy nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy nhãn xúc, cũng chẳng tư duy nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra, cũng chẳng tư duy các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm chuyên sanh ra, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy địa giới, cũng chẳng tư duy thủy hỏa phong không thức giới, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy vô minh, cũng chẳng tư duy hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy bố thí ba la mật đa, cũng chẳng tư duy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy pháp không nội, cũng chẳng tư duy pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy chân như, cũng chẳng tư duy pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy thánh đế khổ, cũng chẳng tư duy thánh đế tập diệt đạo, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy bốn tịnh lự, cũng chẳng tư duy bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy tám giải thoát, cũng chẳng tư duy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy bốn niệm trụ, cũng chẳng tư duy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy pháp môn giải thoát không, cũng chẳng tư duy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy năm loại mắt, cũng chẳng tư duy sáu phép thần thông, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy mười lực Phật, cũng chẳng tư duy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy pháp không quên mất, cũng chẳng tư duy tánh luôn luôn xả, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy trí nhất thiết, cũng chẳng tư duy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy tất cả pháp môn Đà La Ni, cũng chẳng tư duy tất cả pháp môn Tam Ma Địa, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy quả dự lưu, cũng chẳng tư duy quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy quả vị độc giác, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy tất cả hạnh đại Bồ Tát mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy sắc, cũng chẳng tư duy thọ tưởng hành thức mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy nhãn xứ, cũng chẳng tư duy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy sắc xứ, cũng chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy nhãn giới, cũng chẳng tư duy nhĩ tỷ thiệt thân ý giới mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy sắc giới, cũng chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp giới mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy nhãn thức giới, cũng chẳng tư duy nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy nhãn xúc, cũng chẳng tư duy nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy các thọ do nhãn xúc đảm duyên sinh ra, cũng chẳng tư duy các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc đảm duyên sinh ra mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy địa giới, cũng chẳng tư duy thủy hỏa phong không thức giới mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy vô minh, cũng chẳng tư duy hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy bố thí ba la mật đa, cũng chẳng tư duy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy pháp không nội, cũng chẳng tư duy pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không tròn thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh với đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy chân như, cũng chẳng tư duy pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi pháp, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy thánh đế khổ, cũng chẳng tư duy thánh đế tập diệt đạo mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy bốn tịnh lự, cũng chẳng tư duy bốn vô lượng, bốn định vô sắc mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy tám giải thoát, cũng chẳng tư duy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy bốn niệm trụ, cũng chẳng tư duy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy pháp môn giải thoát không, cũng chẳng tư duy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột?
Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy năm loại mắt, cũng chẳng tư duy sáu phép thần thông mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy 10 lực Phật, cũng chẳng tư duy 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy pháp không quên mất, cũng chẳng tư duy tánh luôn luôn xả, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy trí nhất thiết, cũng chẳng tư duy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy tất cả pháp môn Đà La Ni, cũng chẳng tư duy tất cả pháp môn Tam Ma Địa, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy quả dự lưu, cũng chẳng tư duy quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy quả vị độc giác, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy tất cả hạnh đại Bồ Tát, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Hết quyển thứ 352.